Sách trời ghi rõ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, Nam Mạng, được thần Phật chia chỡ, các tinh cao chiếu, đổi vận giàu sang, tiền tài như ý, giàu có bất ngờ, tiền vàng nhất chật két trong năm Giáp Thìn 2024, nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Hoan hỷ gửi lời chào thân thương nhất đến quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục tử vi của 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Quý tín chủ tuổi Mậu Thân kính mến, trong cuộc sống này ai ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn và thành công. Có nhiều người tuy không được sinh ra trong gia đình giàu có đủ đầy, nhưng nhờ trời ban cho nhiều phước lành cho nên đã vượt qua được mọi khó khăn, gian khổ và tạo được nhiều cơ hội đổi đời cho mình. Và thành công bao giờ cũng thế, luôn phải đánh đổi bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Nếu như biết giữ vững tâm thế kiên cường trước mọi sóng gió thì tương lai ắt sẽ gặt hái được nhiều thành công và trở nên giàu có. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp, các bậc thầy tử vi đã bất ngờ tiết lộ rằng người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, Nam Mạng đã phải đối mặt với không ít những khó khăn, sóng gió, thậm chí là mất mát, thất thoát rất nhiều. Thế nhưng, những người này luôn tin rằng chỉ cần vững tâm, vững trí, không đầu hàng nghịch cảnh thì mọi thứ đều sẽ vượt qua. Và đặc biệt, trong năm Giáp Thìn 2024, quý tín chủ tuổi Mậu Thân, Nam Mạng biết đón nhận ba cơ hội vàng hiếm có này thì chắc chắn tài vận và sự nghiệp có sự thay đổi bất ngờ, tiền bạc cứ thế ảo ảo đổ về nhà như thác lũ, trúng số liên tiếp, giàu có ai sánh bằng, khiến cho vận số của quý bạn hạnh phúc, sung sướng vô cùng trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để đón vận may đến với mình? Và ba cơ hội vàng trong năm đó là gì? Thì ngay sau đây, xin mời quý tín chủ tuổi Mậu Thân cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, Nam Mạng. Mậu Thân hay còn được gọi là độc lập chi hầu, khỉ độc lập, năm sinh dương lịch từ 29 tháng 1 năm 1968 đến 15 tháng 2 năm 1969. Mệnh đại trạch thổ, đất nhà lớn, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế, quan lộc, xương con khỉ, tướng tinh con lạc đà, Phật bà quan âm độ mạng. Thiên can mậu, tương hợp, quý, tương hình, nhâm, giáp, địa chi, thân, tam hợp, thân tí thìn, tứ hành xung, dần thân tỵ hợi. Mậu thân nam mạng với nạp âm hành thổ, do can mậu thổ ghép với chi thân kim, thổ sinh nhập kim, nạp âm và can lẫn chi đều tương hợp ngũ hành. Do can mậu năm sinh thuộc hành thổ, tương sinh chi thân năm sinh thuộc hành kim, nên tuổi mậu thân phúc lớn, lộc dày, luôn phùng hung hóa cát, biến nguy thành an. Người tuổi mậu thân mệnh thổ được biết đến là người có nhiều tình yêu thương, chăm chỉ, lý trí và ôn hòa, tính tình lạc quan, vui vẻ, phóng khoáng, thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trong cuộc đời, không được phúc anh em trong gia đình trợ giúp, phải tự tay lập nghiệp, độc lập, tự cường thì mới có thể thành công. Tiền vận có phần vất vả nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi mậu thân mệnh thổ có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định. Mậu thân nam mạng là người tài năng, song áp lực công việc lớn lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh, nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, đừng nên cố gắng gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, mối quan hệ xấu đi. Nói chung, chỉ cần bạn phấn đấu nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Nam giới mậu thân sớm trưởng thành và xây dựng sự vững vàng nhờ vào khả năng giao tiếp của mình mà họ có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè, người thân yêu quý. Bởi vậy, mỗi khi gặp khó khăn, tuổi mậu thân luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người, tuy nhiên không vì thế mà họ ỷ lại, dựa vào người khác. Tuổi mậu thân nam mạng, khôn ngoan trong những trường hợp cần thiết, họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không mang lại cho bản thân mình tiền bạc, lợi lộc. Đôi khi có người cho rằng tuổi mậu thân thực dụng, nhưng chính họ cũng đã công nhận điều này. Tuổi mậu thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực, bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích làm công việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể, họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình.
Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Thân thật hoàn hảo và thông minh, họ suy nghĩ thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Đôi lúc sự tự tin một cách thái quá khiến tuổi Mậu Thân nam mạng gặp nhiều rắc rối, họ có thể chỉ ra một cách rõ ràng, chính xác những sai lầm của người khác, nhưng lại không thể tự mình nhìn ra lỗi lầm của mình. Hơn nữa, những người này có tính bảo thủ, ít khi lắng nghe lời nhận xét, khuyên nhủ của người khác. Tuổi Mậu Thân nam mạng thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy của mình bằng cách chắt lọc những thông tin cần thiết để học hỏi và tiếp thu. Hơn nữa, họ luôn lựa chọn những việc dễ làm, ít tốn sức mà đem lại cho mình thành công cao. Bởi vậy, nhiều người cho rằng tuổi Mậu Thân mưu trí, nhưng trong một số trường hợp họ lại rất khôn lỏi, không nghĩ cho người khác. Tuổi Mậu Thân không hẳn là những người bảo thủ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, họ biết tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm của những người giỏi hơn mình. Hơn nữa, họ chia sẻ kiến thức và tiền bạc của mình cho mọi người xung quanh, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn mà quên đi lợi ích của bản thân. Đàn ông tuổi Mậu Thân, văn võ song toàn, vừa có tài, vừa có đức, vì vậy, những người này thường gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Nếu họ cảm thấy bản thân mình giỏi về lĩnh vực nào, tuổi Mậu Thân sẽ phát huy trí sáng tạo của mình và cố gắng theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực đó. Những người này khi làm việc tập trung rất cao độ, không ai có thể làm phiền hay ngắt quãng, đặc biệt, họ rất ghét những người thường xuyên nhờ cậy, gặp khó khăn nhỏ đã không thể giải quyết được, bởi tuổi Thân là những người độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai và cũng không muốn người khác quá ỷ lại vào mình. Nếu đã xác định được mục tiêu và tìm thấy cơ hội cho mình, họ toàn tâm toàn ý, tập trung vào sự nghiệp và xây dựng một niềm tin và chiến thắng. Xét tổng quan tử vi nam mạng, tuổi Mậu Thân trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nam mạng tuổi Mậu Thân theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Mậu khắc giáp, một vài yếu tố ngoại cảnh tác động khiến tâm tính dễ nóng nảy, sức khỏe giảm sút. Xét về địa chi, Thân gặp Thìn, lâm cục diện tam hợp, đây là cục diện lý tưởng cho những ai đã và đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm cơ hội làm ăn lớn trong năm. Dấu hiệu thăng quan tiến chức cũng rất rõ ràng, tiền bạc một ngày sôi sục. Xét về ngũ hành, bản mệnh được lưu niên tương sinh, vận vận khí cát lành, chuyện tình cảm hay tiền bạc đều đạt được như ý nguyện. Tiểu kết, nam mạng Mậu Thân, sinh năm 1968, sẽ có nhiều cơ hội mở mang sự nghiệp hơn. Trong năm 2024, bản mệnh chỉ cần chăm chỉ làm ăn, nghiêm túc cống hiến thì mọi việc đều tiến triển thuận lợi. Mưu sự lớn nhỏ đều dễ gặt hái thành công, thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, bạn nên chăm sóc cẩn thận cho sức khỏe, đề phòng ngã bệnh. Thứ hai, xem tử vi Mậu Thân sinh năm 1968, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2024, nam mạng tuổi Mậu Thân gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu, Thủy Tinh là phúc lộc tinh, tốt, nhưng cũng kỵ vào tháng 4 và tháng 8, chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông biển, đi xa tránh qua sông qua đò, giữ lời nói nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi, đàm tiếu. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thủy Diệu như sau. Thủy Diệu thuộc về Thủy Tinh, trong năm nhịn nhục chớ phiền hiểm nguy, đạo tặc phản phúc có khi, huyền vũ chiếu mệnh lâm vào tà gian, nam nữ vận mệnh bất an, tháng 4 tháng 8 bi lụy trần ai. Văn thơ khẩu thiệt có hoài, hoành lo bày kế đa mưu với người, tang tốc chẳng khỏi sầu ưu, mất đồ hao của lao đao giữ gìn, gặp người quen lạ chớ tin, bạc tiền mượn hỏi chớ lần mà nguy. Tiểu kết, xét về tiền bạc, tài sản thì Mậu Thân, sinh năm 1968, nam mạng, trong năm nay sẽ trở về trên những con thuyền chở đầy kim ngân, tài bảo, nhiều người đi làm ăn xa, sẽ thu được thành công rực rỡ. Lưu ý, không nên đi sông, biển, đi xa tránh qua sông, qua đò, tránh gây tranh cãi, lời tiếng thị phi, đàm tiếu. Vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, bản mệnh hạn chế làm những công việc to lớn, hai tháng này nên làm nhỏ, tích lũy cho mình không chỉ kiến thức mà tích lũy thêm mối quan hệ và kinh tế. Thứ ba, xem tử vi nam mạng tuổi Mậu Thân theo niên hạn là hạn Thiên Tinh. Hạn Thiên Tinh là một hạn xấu, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và dễ mắc kiện cáo, rắc rối với pháp luật. Trong tất cả 8 hạn mà con người mắc phải trong chu kỳ vận hạn theo tuổi, thì hạn Thiên Tinh sẽ là một trong những hạn nặng nhất đối với người phụ nữ. Người mắc phải hạn này, nếu không cẩn thận sẽ gặp cú sốc lớn về cả sức khỏe lẫn tinh thần. Nhắc đến hạn Thiên Tinh, người xưa có câu thơ như sau. Thiên Tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Thiên Tinh là hạn xấu, chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các bệnh về tiêu hóa, đường ruột, bị ngộ độc thực phẩm, không kịp điều trị, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.
trong làm ăn, gặp phải kẻ xấu vu khống, khiến sự nghiệp lao dốc không phanh. Vì tiếng xấu đồn xa, nên chẳng còn ai tin tưởng và làm ăn chung nữa. Cũng từ đó, công việc làm ăn không còn thuận thành như trước. Trong cuộc sống, thì các mối quan hệ dần xa cách bởi có tiếng đùa giỡn vô tình dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có. Chính sự hiểu lầm dẫn đến những cuộc tranh cãi, xung đột khiến tình cảm ấy chia cách. Tình cảm bị chia ly bởi lời châm biếm đố kỵ của người thứ ba, kẻ xấu vu khống những điều không tốt về bạn, tin xấu đồn xa khiến mọi người xung quanh ai cũng tìm cách xa lánh. Đặc biệt khi chịu tiếng oan mà không giải thích được, cảm xúc dâng trào, rồi có những hành động lời lẽ sai trái, khiến đôi bên xung đột dẫn đến kiện tụng, ra tòa. Nguy hiểm hơn khi không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến án mạng, thương vong. Thứ 4. Vận niên năm 2024 của tuổi Mậu Thân, Nam Mạng. Năm 2024 tuổi Mậu Thân, Nam Mạng gặp vận niên xà hãm tinh. Xà hãm tinh tức là rắn bị nhốt dưới giếng sâu. Năm đề phòng bị tai nạn, đi xe phải chú ý cẩn thận, không nên đi cùng xe với người có giới hạn giống mình. Nếu biết kiên nhẫn chờ thời thì việc gì cũng có thể làm xong, nhược bằng vội vàng hấp tấp sẽ là dục tốc bất đạt. Công việc kinh doanh làm ăn nên giữ như cũ, hạn chế thay đổi, kiêng đi xa, công danh không có gì mới, nên làm theo hướng cũ, nên dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Tình duyên bình thường, phòng nghi kỵ khẩu thiệt. Thứ 5. Xem vận hạn năm 2024 tuổi Mậu Thân, Nam Mạng theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Mậu Thân bước vào năm cuối tam tai là một năm để hồi phục và trở nên mạnh mẽ trên bước đường công danh sự nghiệp và tài lộc của bản mệnh năm nay. Tài lộc bắt đầu trở lại, bản mệnh sẽ có cơ hội thăng tiến, gặp nhiều may mắn hơn. Những lưu ý trong năm điều này, bạn không nên kết thúc công việc quan trọng nào nhé. Kim Lâu năm 2024. Tuổi Mậu Thân phạm Kim Lâu Tử, hại cho con nếu như đương số tiến hành xây sửa hoặc mua nhà cửa trong năm. Hoàng Ốc năm 2024. Tuổi Mậu Thân phạm Hoàng Ốc, đây là yếu tố cần xem xét khi tiến hành mua hoặc xây dựng nhà cửa. Nếu vẫn muốn tiến hành công việc thì có thể làm thủ tục mượn tuổi để giải xui. Tiểu kết, trong năm tương đối đẹp, có nhiều khởi sắc và thuận lợi, tài lộc đủ đầy. Tuy nhiên, tuổi Mậu Thân Nam Mạng năm 2024 phạm hạn Kim Lâu và Hoang Ốc cũng nhắc nhở bản mệnh không nên đứng ra lo việc đại sự của con cháu như cưới hỏi, mua, xây cất nhà cửa. Đánh giá chung về tử vi năm 2024 tuổi Mậu Thân, Nam Mạng. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, nam mệnh tuổi Mậu Thân là 57 tuổi âm lịch, được xét đoán trên nhiều yếu tố về ngũ hành bản mệnh, thiên can, địa chi, vận niên, sao chiếu mệnh cho thấy đây là một năm tương đối tốt đẹp, được đồng loạt các cục tương trợ, ví dụ như tìm đúng thiên thời, địa lợi nhân hòa là nền tảng tốt để tự động phát triển, thỏa chí tăng bồng. Cụ thể các phương diện như sau. Về mặt sự nghiệp, vừa được cục diện tam hợp nâng đỡ, lại thêm nhiều các tinh hỗ trợ, bản mệnh Mậu Thân cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ dàng thành công, chứ không còn cảm giác quá trục trặc, khó khăn, cản trở như trước. Với tính cách điềm đạm, thân thiện của mình, con giáp này dễ dàng xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí dù là người đã vững chân trong xã hội hay vừa thay đổi công việc cũng sẽ nhanh chóng nắm bắt được cơ hội, thể hiện tài năng, không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho tập thể mà còn giúp bản mệnh thăng tiến nhanh chóng. Năm 2024 cũng thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp, người làm lãnh đạo cũng nhận được ý tưởng của cấp dưới. Bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển, hãy luôn nghiên cứu thêm các kiến thức mới, cũng như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân viên, bởi điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình gắn kết tập thể, tạo hình ảnh đẹp cho bản thân. Với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi công việc diễn biến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của thương quan. Đương số được quý nhân phù trợ, hỗ trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hồn hạp, làm ăn mới. Tuy nhiên, có một số thời điểm trong năm, chịu ảnh hưởng của quan phù, bản mệnh dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bạn vốn là người có tài, song đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người xung quanh nhé. Về mặt tài lộc, được chính tài cát thần tương trợ, lại có tam hợp và thực thần chiếu mệnh, vận trình cát lộc của Mậu Thân tươi sáng và vô cùng hanh thông trong năm 2024 này. Nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán, tăng nguồn thu phụ.
Đặc biệt, dù làm trong lĩnh vực nào, bạn biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ. Nhờ vậy mà dù không phải bỏ quá nhiều công sức, cũng vẫn giành được lợi thế, kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song bản mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp. Nhờ vậy mà cuối cùng thì mọi việc đều suôn sẻ và một khi công việc đã đi vào guồng thì sẽ tiến triển rất nhanh, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Cuối năm, thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn với mức lương xứng đáng hơn. Với năng lực của mình, bản mệnh có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc cho phép, bạn có thể sắp xếp thời gian dành cho các nghề tay trái, tin rằng với tính cách cởi mở, chân thành, bạn sẽ làm vừa lòng được khách hàng, khiến các nguồn thu phụ chảy vào túi đều đặn. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Tử vi nam giáp Thìn 2024 dự đoán, con giáp tuổi Mậu Thân nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm vào năm này. Dù còn độc thân hay đã lập gia đình, cuộc sống của bạn đều có bước thay đổi đáng kể. Vì thế, hãy sẵn sàng tinh thần, được tận hưởng hạnh phúc. Với người đã có gia đình, bản mệnh và nửa duy trì được mối quan hệ cân bằng, cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau. Nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đáng kể, hai người còn lại là động lực cổ vũ đối phương tiến về phía trước. Người làm cha làm mẹ cũng được quan hệ hòa hợp với con cái. Dưới sự cổ vũ của bản mệnh, con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, tạo bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Bạn vô cùng tự hào về gia đình, hãy lên những kế hoạch đi chơi, du lịch cùng nhau trong năm để có thêm nhiều kỷ niệm và hạnh phúc đáng nhớ, Mậu Thân nhé! Về tình hình sức khỏe. Trong năm có cách cục tốt, lại thêm nhiều các tinh hỗ trợ, sức khỏe của Mậu Thân nam mạng khá tốt. Bạn biết cách cân bằng cuộc sống và công việc nên dù có bận rộn đến mấy cũng không đến mức rơi vào tình trạng lao lực, kiệt sức, tinh thần nhẹ nhõm cũng góp phần đáng kể giúp sức khỏe của bản mệnh được cải thiện. Người mắc bệnh trong năm nay cũng gặp thầy gặp thuốc khiến bệnh tình thuyên giảm. Tuy nhiên, tuổi Mậu Thân nam mạng vẫn nên duy trì chế độ luyện tập thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn làm cho đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn và các mối quan hệ được mở rộng, Mậu Thân nhé! Hóa giải vận hành theo phong thủy năm 2024 dành cho nam mệnh Mậu Thân, sinh năm 1968. Cách hóa giải sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2024. Thủy Diệu là cát tinh, do đó sử dụng một số cách dưới đây để phát huy được cát tính của tinh tú này, hỗ trợ tốt cho vận trình năm 2024 của bản mệnh, đồng thời sẽ giảm phần nào tai ương, đen đủi từ hạn thiên tinh gây ra cho quý bản mệnh. Đồ phong thủy. Thủy Diệu là sao tốt, để tăng cát khí may mắn, bản mệnh có thể sử dụng trang phục màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sa phia, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói. Mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta, để không vướng phải rắc rối không đáng. Cách hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân. Tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn. Trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin người khác mà làm ăn sai trái, phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến, kiện tụng, ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đức đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Mậu Thân, nam mệnh trong năm 2024 này.
Cuộc đời có biết khi nào kết thúc đâu mà người ta cứ dành những thứ ngọt ngào nhất cho giây phút sau cùng, giống như bữa ăn thịnh soạn tiễn biệt kẻ tử tù. Tại sao chúng ta không sống tử tế, sống chậm, sống đẹp, sống cân bằng, hài hòa, sống an bình, hạnh phúc ngay lúc này? Tại sao chúng ta cứ sống dằn vặt vì quá khứ và kỳ vọng vào tương lai, để rồi những giây phút hạnh phúc của ngày hôm nay cứ trôi qua, tuột khỏi tay? Bạn sống bao lâu không quan trọng bằng việc bạn đã sống thực sự, sống hết mình. Khi sống hết mình, bạn sẽ thấy những suy nghĩ của mình sâu lắng, cảm xúc đong đầy, tâm hồn lắng đọng, tâm trí tĩnh lặng, và khi đó bạn sẽ nhận ra cuộc đời thật ý nghĩa, cuộc sống xung quanh mình trở nên nhẹ nhàng. Nếu chỉ sống lâu nhưng cuộc sống luôn bất an, lo lắng, khổ đau thì cuộc đời bạn đâu có tốt đẹp. Chúng ta muốn có cuộc đời hạnh phúc, hãy tự hỏi mình điều gì sẽ làm cho mình hạnh phúc, điều gì sẽ làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa, hãy tự hỏi bản thân mình thay vì đặt câu hỏi người khác. Cuộc sống của chúng ta đau khổ là vì nó luôn nằm trong sự giằng xé của quá khứ kéo lùi bạn lại, tương lai lôi kéo bạn đi, hiện tại neo giữ chặt bạn lại. Và sự đứng yên tĩnh lặng của hiện tại mới đem lại cho bạn sự thanh thản, bình yên, lắng sâu và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Chỉ có điều, đa phần trong số chúng ta đều đã quên phải làm thế nào để sống tốt trong hiện tại. Đấy là nguyên do làm cho chúng ta không an yên, không hạnh phúc. Người hạnh phúc bởi là biết sống trong hiện tại. Đôi khi cuộc sống đơn giản làm cho chúng ta nhàm chán, nhưng chỉ khi đi qua sự nhàm chán của bụi bặm, ồn ào, xô bồ thì bạn mới có tâm trầm lắng mà thôi. Muốn bình yên thì bạn cần biết đủ, khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi hay căng thẳng thì đừng cố gắng làm hay suy nghĩ nữa. Hãy ngồi xuống quán xuyến hơi thở, thiết lập sự bình an để hồi phục năng lượng cho cơ thể và tâm hồn, bạn nhé. Trong cuộc sống, đôi khi bạn không biết trân trọng những gì mình đang có nên bạn không thể sống vui. Vì vậy, bạn có mắt nhưng bạn lại nhìn mọi người không thân thiện và cảnh vật u sầu, trong khi người mù, họ chỉ ao ước để được nhìn. Bạn có miệng nhưng bạn lại sử dụng nó để chửi người khác, trong khi người câm, họ chỉ ao ước làm sao để nói những lời yêu thương với những người họ yêu. Bạn có tai nhưng bạn lại không muốn nghe những lời hay ý đẹp, trong khi người điếc, họ chỉ ước ao để được nghe và hiểu được mọi người nói. Bạn có tiền nhưng bạn lại xài phung phí, trong khi người nghèo họ chỉ ước ao có được một chén cơm. Bạn có người yêu, nhưng bạn lại đòi hỏi đủ điều, trong khi người cô đơn, họ chỉ ước ao được một người để yêu thương. Bạn có thời gian, nhưng bạn lại không biết dùng nó, trong khi người đang hấp hối, họ chỉ ước ao để làm sao cho thời gian đi chậm lại. Bạn đang có tất cả, nhưng bạn lại chán nản, trong khi người đang khổ cực, họ chỉ ước ao có được một phần nhỏ may mắn của bạn mà thôi. Vậy thì làm sao mà bạn có thể sống vui nếu bạn không biết trân trọng cuộc sống? Đừng than vãn rằng tại sao cuộc đời tôi cứ gặp bất trắc, đôi khi những bất hạnh của bạn không bằng một hạt cát của người khác. Vì vậy, cách sống vui là phải biết trân trọng và tận hưởng những gì mình đang có, đừng tham lam và xem thường, nếu không thì bạn sẽ mãi mãi khổ vì những đòi hỏi quá mức của bạn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.